Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, do được quý nhân tương trợ nên trong tháng 5, đường tài lộc của quý vị gia chủ tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ có cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thìn trong khoảng thời gian này đều đang đúng hướng. Và đặc biệt đó là về phương diện tình cảm gia đạo thì rất yên ổn, mọi hiểu lầm đều có thể được hóa giải. Năm 2022 Nhâm Dần do có lưu niên Tấu Thư nên những gia chủ tuổi Thìn sẽ có được sự minh mẫn trong những quyết định của mình và có khả năng tiếp thu nhạy bén với những tác động xung quanh, và từ đó thì tuổi Thìn sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt trên con đường sự nghiệp của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây để có thể hiểu cặn kẽ hơn. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Thìn trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng 5 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con rồng không được mấy suôn sẻ. Công việc kinh doanh dễ thất bát đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi. Và trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Thìn chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống, thì cuộc sống này khá ổn với bạn trong tháng. Tháng này công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng. Tuy vậy, cần chú ý hãy có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt đẹp để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình. Nhưng nhược điểm duy nhất của bạn chính là lười và bảo thủ. Tháng 5 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế của bạn, sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi năm Nhâm Dần cho thấy trong tháng năm này, tài lộc với những người tuổi Thìn không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, đủ chi tiêu trong công việc. Với kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này những người tuổi Thìn sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn, tuyệt đối không vay mượn người thân, bạn bè, bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền, cả tình. Vậy nên quý gia chủ tuổi Thìn nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tháng này. Để tránh gặp phải những điều không may mắn, dẫn đến hậu quả khó lường, để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Thìn năm 2022 cho thấy vào tháng 5 âm lịch, sức khỏe của những gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của những người tuổi Thìn trong năm nay cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm và nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu ngày dẫn đến biến chứng khó điều trị. Đi ngoài đường cũng cần phải chú ý tai nạn xe cộ. Các quý vị gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ.
Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của tuổi Thìn trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Thìn đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục thường xuyên, xảy ra mâu thuẫn. Cãi vã khiến cho hòa khí gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Thìn sẽ ngày càng đẩy những người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Thìn độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ, phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo, tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 5 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Vận thế của người tuổi Canh Thìn có những bước phát triển tích cực trong tháng 5 năm 2022, đặc biệt là các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Trong tháng 5 âm lịch, vận thế của những người tuổi Mậu Thìn bình ổn. Bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực. Đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy đến. Từ đó gặt hái được những thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc vì công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong tháng này, những quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ cần phải cẩn trọng con đường công danh sự nghiệp. Nhất là các quý vị gia chủ đang theo con đường quan vận thì cần càng phải chú trọng nhiều hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng đến con đường quan vận của mình. Gia chủ Giáp Thìn cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Thìn, trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý.
và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.